vốn là đôi bạn cùng tiến, từng phối hợp rất ăn ý từ khi còn học ngành thiết kế thời trang của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp, anh Tùng và chị Hương quyết định cùng nhau thành lập thương hiệu thời trang. Bên cạnh thiết kế thời trang, cặp đôi dần nhận ra thị trường đang rất thiếu những người sáng tạo phụ kiện nên đã đẩy mạnh mặt hàng này. Anh Võ Duy Tùng và chị Vũ Thị Thanh Hương Kim Mộc Nhiên, trong quá trình học trung đại học, chúng mình nhận ra mỗi lần thiết kế trang phục rất cần các món phụ kiện kèm theo nhằm hỗ trợ nâng tầm cho quần áo. Để có được tổng thể hài hòa thì cả hai tự tay sáng tạo phụ kiện, từ đó bén duyên với nghề thiết kế mặt hàng này, anh Duy Tùng cho biết. Á hậu Phương Nhi đẹp dạng dỡ trong trang phục và phụ kiện do anh Tùng và chị Hương thiết kế NVCC theo chị Hương, làm việc với nghệ sĩ đôi khi họ đặt hàng rất gấp, nên có ít thời gian để hoàn thiện sản phẩm. Tuy nhiên, hơn 7 năm trong nghề, cặp đôi đã quen với áp lực như vậy. Quy trình để làm nên một mẫu trang sức cho nghệ sĩ là họp bàn về yêu cầu, nội dung cần truyền tải, từ đó lên mẫu vẽ, rồi tiến hành triển khai thực tế. Trong quá trình này, anh Tùng và chị Hương phải thường xuyên trao đổi với nghệ sĩ để kịp thời chỉnh sửa nhằm đạt được sản phẩm chỉnh chu và phù hợp với yêu cầu. Ngoài việc nâng tầm thương hiệu thì chúng mình cũng mong muốn thông qua các nghệ sĩ để truyền tải thêm ngành nghề mới. Thiết kế phụ kiện rất phát triển ở nước ngoài, thậm chí có cả cuộc thi truyền hình thực tế nhưng ở nước ta thì còn khá xa lạ, anh Tùng nói. Ca sĩ Nhật Kim anh NVCC tính đến thời điểm hiện tại, cặp đôi nhà thiết kế này đã làm việc với rất nhiều nghệ sĩ như Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, Tóc Tiên, Chi Pu anh tùng cho biết ý tưởng để thực hiện p